Kiên định anh hùng mảnh đất kiên trung, sông Mã ngàn năm lịch sử oai hùng. Đây Đồng Cổ Bà Triệu thành mẫu ngọc sao, quan lào phố kiều yên trường băng đã về thăm. Về Định Long yên phong yên thái, đi Định Hải Định Tường yên bái Định Tân, một vùng địa linh nhân hào anh kiên, trong ngoài sân mảnh đất anh hùng. Tự hào hôm nay yên định đổi mới, bói nghèo xưa chỉ còn trong giấc mơ, phấn đấu vượt trên những gì đang đạt được, tương lai mai sau hạnh phúc em giàu. Bình yên hôm nay con người thành hoa, sống một lòng vì nghĩa quê hương, luôn thương yêu đùm bọc nghĩa tình, xứng danh con lạc cho hồng Việt Nam. Anh hùng mảnh đất kiên trung, sông Mã ngàn năm lịch sử oai hùng. Đây Đồng Cổ Bà Triệu thành mẫu ngọc sao, quan lào phố kiều yên trường băng đã về thăm. Về Định Long yên phong yên thái, đi Định Hải Định Tường yên bái Định Tân, một vùng địa linh nhân hào anh kiên, trong ngoài sân mảnh đất anh hùng. Tự hào hôm nay yên định đổi mới, bói nghèo xưa chỉ còn trong giấc mơ, phấn đấu vượt trên những gì đang đạt được, tương lai mai sau hạnh phúc em giàu. Bình yên hôm nay con người thành hoa, sống một lòng vì nghĩa quê hương, luôn thương yêu đùm bọc nghĩa tình, xứng danh con lạc cho hồng Việt Nam. Luôn thương yêu đùm bọc nghĩa tình, xứng danh con lạc cho hồng Việt Nam.